Quang Lam Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 2018. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn một mặt hàng Candy Store. Và đây là hàng Đài Loan đó các bạn. Hàng Đài Loan mới về. Và thì mỗi một cây nó sở hữu một cái màu sắc mặt hoa khác nhau. Các bạn thích mặt hoa nào thì các bạn lựa mặt hoa đó, xong các bạn ghi mã số của cái chậu đó lại và các bạn gọi điện thoại cho bên mình. Số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Đây là hàng Đài Loan mới về ngày hôm qua. Mặt hoa này thứ nhất là nó nở trong cùng trên đường đi từ Đài Loan về Việt Nam mình, cho nên là màu sắc hoa này là nó không có được đạt lắm. Nó đạt đó thì ví dụ như các bạn thấy cái màu như vậy này, khi đạt nó sẽ đậm hơn, đẹp hơn. Và mặt hoa này nha các bạn, hôm nay là thứ bảy rồi á, mai chủ nhật mình theo nghỉ nè, thứ hai thứ ba là nghỉ lễ nè, thì các bạn mua cái chậu này á, mình gửi á, là những thứ tư các bạn mới được nhận. Thì khi các bạn nhận á, mình nói trước là cái hoa này á, nó sẽ tàn ở trong thùng các bạn. Ví dụ như giờ các bạn ngắm nghía, thì mình thấy mặt hoa trên đây, màu sắc trên đây là mình xử lý rồi, chứ còn mua đến thứ tư mới nhận nha. Hoa này thì nó sẽ tàn, nó không còn được vậy nha các bạn. Ủa cây viết xóa đâu rồi ta? Tất cả những chậu này đều đồng giá là 400 ngàn một chậu nha các bạn. Đây, đây sẽ là chậu số 1. Tắm đi, em hai vậy chưa? Vậy chưa? Chậu số 1. Rồi. Đồng giá 400 nha các bạn. Hai vậy chưa? Hai vậy tắm em đi. Rồi, đây là mặt hoa nha các bạn. Có nhiều mặt hoa lắm. Phải, đổ lên cái nhỏ. Cây này màu hoa đậm đà, tím rồi đậm đà lắm. Có cây nó có đậu chưa? Cái đồ má cải đúng nha, mình chui trong tuổi á. Không may nữa mọi. Mày đưa ông con lại rồi, chúng ta chúng nó là chúng có hàng nào có đó. Có quay bỏ đi chứ. Chỉ là mình không ra cửa là không thấy rồi đó. Tiếp theo là chậu mã số 2. Chậu mã số 2 này có 3 cây con. Khoảng 5 phân cho tới là 10 phân. Rồi, đây là mặt bông của cây mẹ. Thank you.
khoảng 5 cho tới 7 cm. Trên cái thân mẹ đang ra một con, hai con, ba con đang sưng mắt nữa nè các bạn. Coi cái tên nè. Đây nè, ngoài này có nè. Tên nằm đây nè. Nét to luôn nè. Chết luôn. Tại đi nhanh 60 giờ là nó đi 5 ngày.
thành phố, ở tuyến huyện nó cộng thêm 24 tiếng hoặc là 48 tiếng thì 2 tiếng chết luôn, không được. Cái điện không đó. À, chỉ có đi nhanh thôi chứ không đi gì được hết. Hả? Triệu rưỡi. 1,5 triệu. Chào đất. Số này là sao vậy? Số gì chứ là? Đâu có biết đâu. Cây con khoảng 10 xăng. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. 1 cây con và 5 kg. Mặt bông á, mặt bông cái màu rất là đậm đà luôn. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804 ha các bạn. Các bạn đăng ký chỗ nào các bạn gọi điện thoại. Rồi, chỗ này thì một cây con. Và đây là mặt hoa. Các bạn đăng ký mặt hoa nào các bạn nhớ ghi mã số lại ha. Ủa cái này nãy giờ mình quay cũng nhiều mặt hoa đó các bạn. Cái này các bạn xem cho biết mặt hoa mình mua ha, chứ cây này gửi về đến các bạn là thứ tư mình mới nhận hoặc thứ năm mình mới nhận, chắc ăn là hoa sẽ tàn. Số 7. Chậu số 7 thì 2 cây con các bạn. Khoảng 7-8 cm. Thank you.
từ 8 cho tới 10 xăng. Trên cái thân này là 1 kg, 2 kg. Ngay đây 1 kg nữa là 3. 3 kg. Này thì mới có nụ thôi. Nhưng mà cái nụ màu sắc cũng đậm lắm các bạn. Màu sắc nó ná ná với cái cây bông đậm mã số 5 á, cái nụ mình thấy nó đậm như vậy nè. Nụ màu sắc mình thấy đậm như vậy nè. Vậy còn nụ đã nụ màu rất đậm ha. Còn chứ còn cái thân này thì mình vẫn gửi đi cho các bạn luôn, nhưng mà nó bị gãy rồi các bạn. Gãy ngay đây. Số 11. Một cây con.
bông bụi tổ luôn. Nè các bạn coi cái bông nó bự lắm nè. Bông rất bự luôn. Các bạn coi cái cánh của nó nè. Để cái đít kia cái xỏ vô nè.
ghi cái mã cây lại và các bạn gọi điện thoại cho bên mình. Số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và tất cả đều đồng giá 400 ngàn một chậu đó các bạn. Đồng giá 400 hết, tùy theo các bạn thích mặt hoa nào. Hôm nay gửi thì khoảng thứ tư mình mới nhận được ha các bạn. Và khi mình nhận được thì mặt hoa này không còn đẹp nữa nha các bạn. Tại vì cái này nó đã nở, đã nở hết rồi. Đây là hàng Đài Loan mới về, những cái bông hoa này là nở trên đường đi. Cho nên là lần sau nở lại nó sẽ đẹp hơn bây giờ, màu sắc nó sẽ đạt hơn cái dưới này, và nó nở trong hùng nó bị thiếu nắng đó các bạn. Voila, Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.